Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình đang ở trong phòng đồ chơi của Chibi này. Ui các bạn ơi, nhìn phòng đồ chơi có bừa bộn không này. Các bạn chơi đồ chơi xong nha, phải sắp xếp cho đồ chơi gọn gàng, không được bày bừa như Chibi nha. Bây giờ sẽ phải đồ chơi vào sọt này. Ví dụ chơi xong phải những chiếc ô tô như thế này này. Mình phải để sọt này, sọt để cho phòng thật rộng rãi, ngay ngắn này. Đây, chiếc ô tô cảnh sát màu trắng này. Đây, xe cảnh sát màu xanh này. Trực súng này, bằng 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 bằng, đẹp quá. Chơi xong mình phải thu dọn cho nó gọn gàng chứ, đúng không? Chứ bài như thế này làm gì còn lối đi nữa. Khi mình đi học thì cô giáo dạy là chơi xong phải cất đồ chơi đúng chỗ nhá. Đây, bây giờ mình sẽ dọn nhỉ, mình sẽ cất hết đồ chơi vào sọt nha. Xong rồi phải cất thật gọn này. Ôi các bạn nhìn này, trước đi tối qua cái chuẩn chơi xong không thèm dọn dẹp đồ chơi luôn. Cất vào sọt nào. Ui, một phòng đồ chơi các bạn ơi, rất là nhiều đồ chơi luôn. Và thích không? Ui, thật là thích đúng không các bạn ơi? Nhưng mà chơi mà cứ bừa như thế này thì... Ở đây mình có này, một sọt đồ chơi này, hai sọt đồ chơi này, ba sọt đồ chơi này. Ui, các bạn nhìn này, đây là bài đấy. À không, đây là bé ngoan của Bibi đấy, đi học ngoan là cô giáo tặng bé ngoan đấy. Xong chị chip dán đây, dán bởi lớp binh là vào đây này. Đây, máy bay này. À, nhiều đồ chơi không này. Xe cảnh sát này, bí hình siêu nhân này. Ôi, các bạn thấy đẹp không này. À, ô tô màu vàng của Bibi này. Đây, tù đấy, bút xóa vào ô tô này. À, đây là chiếc ô tô màu cam này. Các bạn nhìn nha, phóng rất là mạnh luôn. Thấy chưa, ô tô phóng này. Wow, ô tô màu vàng phóng nhanh hơn, xem ô tô nào phóng nhanh hơn nhỉ, phóng xa hơn nhỉ. Ô tô màu đỏ đang chiến thắng rồi. Còn tiếp theo là chiếc ô tô cảnh sát này. Wow, vậy là ô tô màu đỏ chiến thắng các bạn ơi. Wow, bây giờ chúng ta đi thi nhỉ. Còn một chiếc ô tô màu xanh nè. Wow, các bạn dự đoán xem nè. Ôi, một xanh to nhất mà lại thua các bạn ạ. Xem nào, ở đây chúng ta có một đường dây này, ô tô này. Nào, chúng ta cùng khởi động nha. Nào, các bạn ơi, xem nào. Lên đi, xem dây ô tô ơi, lên đi, có lên nào. Có chiếc ô tô nữa nè, đuổi theo chiếc ô tô kia. Đuổi theo đi. Thế qua này các bạn ơi, một đường dây ô tô đấy. Xem nào, chúng ta khám phá phòng đồ chơi nè. Ôi, đây là một chiếc xe rất là nhiều này. Đồ này, có cả máy tính tiền này. Các bạn ơi, nhìn này, có cả bánh cam này. Ôi, đây là chiếc máy làm cam đấy. Chiếc máy làm cam bị rơi rồi, thì nó lắp lại nha. Xem quả. Quả này. Đấy, chú ếch xinh đấy. Tiếp, 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 tiếp. Đây là chiếc xe đang chở chú Leo đi chơi này. Đúng rồi, chúng ta đi chơi nào. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp hết đồ chơi này cho thầy con. Đây, thành quả của chúng ta sau khi dọn xong này, gọn gàng sạch sẽ, đẹp đẽ quá. Căn phòng sẽ thật là rộng lớn, đúng không các bạn? Tạm biệt các bạn nha.